Sáng ngày 28 tháng 10, ông Huỳnh Hữu Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, Bình Dương cho biết, hai bảo vệ dân phố của phường trong lúc phối hợp cùng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự đã bị một xe container tông thương vong. Theo đó, bảo vệ dân phố tử vong là anh Hát, sinh năm 1981, người còn lại bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện, hiện đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, khuya ngày 27 tháng 10, tại khu vực cầu Khánh Vân, đường DT747B, phường Khánh Bình, một xe container chưa rõ danh tính tài xế bất ngờ tông vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Hiện tài xế xe container đã bị tạm giữ. Trong sáng ngày 28 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Khánh Bình đã cử lực lượng tới hỗ trợ gia đình hai bảo vệ dân phố và trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình, lo hậu sự cho nạn nhân.